Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Duy được kể lại từ một anh trai, mà cái anh này đã từng kể chúng ta nghe một cái câu chuyện, đó chính là câu chuyện cúng đầu giờ đó mọi người. Hôm nay lại là một cái câu chuyện tiếp theo của anh. Anh kể anh có quen biết với một cái cặp đôi vợ chồng này. Anh chồng thì tên là anh Thành, chị vợ tên là chị Mỹ. Hai vợ chồng của anh này thời điểm đó sống ở cặp mé sông, ở cái xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang á mọi người. Cái năm đó khi mà hai vợ chồng của anh Thành, chị Mỹ này lấy nhau ra riêng, rồi hai vợ chồng ngủ với nhau cái thời gian đầu không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới khi mà chị Mỹ này chỉ mang bầu cái đứa con đầu lòng của mình thì mới có những cái chuyện lạ xảy ra. Tại vì những cái lúc mà chị mang bầu, tới những cái ngày mà gần sanh rồi đó, hai vợ chồng ngủ chung với nhau thôi, thì hầu như đêm nào cái chị Mỹ này cũng có cảm giác giống như là có rất là nhiều những đứa con nít. Nó cứ chạy vòng vòng cái chỗ của chị ngủ vậy nè, nó trèo lên đầu, lên cổ, nó đè lên người của chị, khiến chị cảm giác rất là nặng nề, rất là mệt luôn. Mà không những chị thấy những cái đứa con nít đâu, chị còn thấy rất là nhiều những cái ông đàn ông cứ đứng xung quanh tụ tập vòng vòng cái chỗ của chị ngủ vậy nè. Chị diễn tả những cái ông đàn ông này hình thù của ổng y chang như là những cái ông thầy pháp đó, tại vì mặc đồ dày cộm vậy nè, những cái bộ đồ màu sắc màu vàng màu đỏ tùm lum hết trơn vậy đó. Nói chung là cái thời điểm đó là hầu như đêm nào chị Mỹ này cũng bị người ta phá hết trơn, mà không biết những người này là ai có thể vô nhà của mình để mà phá được. Cái anh Thành là chồng của chị Mỹ này, thời điểm đó ảnh đi làm cho một cái công ty cũng gần nhà luôn. Nhưng mà cái công ty của ảnh làm một tuần ngày một tuần đêm. Những cái ngày nào mà ảnh đi làm ban đêm về ngủ chung hai vợ chồng thì bình thường không có gì. Nhưng mà những cái đêm nào mà anh chồng đi làm ban đêm, chị vợ này phải ngủ sớm, đóng cửa ngủ thật sớm để mà không có ai vô nhà để mà phá mình. Nhưng mà cũng đâu có tránh được đâu. Cứ hễ mỗi lần mà anh Thành ảnh đi làm ca đêm là cái chị Mỹ này ngủ ở nhà mình ên. Đàn bà mang bầu ngủ một mình nữa thì đâu có thể nào tránh khỏi những cái chuyện ma quỷ đâu. Hầu như đêm nào cũng vậy hết. Người ta khiêng chị bỏ xuống dưới sàn nhà, không thôi thì khiêng ra tới giữa sân luôn. Nhiều ngày khiêng chị ra tới ngoài sàn nước cặp mé sông luôn nữa. Những cái ngày nào mà anh Thành ở nhà anh không đi làm thì cũng đỡ thôi, nhưng mà vẫn bị người ta nhát nha. Kiểu như là cơm nấu trong nhà mới vừa đem ra thôi là bị thiêu, thiêu nhớt nhợt gì đó. Rồi nhiều khi đồ để trong nhà gì đó nó mất chỗ này chỗ kia rồi không biết đâu mà kiếm. Nói với anh chồng thì anh nói trời ơi chắc là em mang bầu, em hay quên rồi em để đồ đạc tùm lum chỗ này chỗ kia vậy thôi hà. Với lại có thể mang bầu bì gần tới ngày đẻ rồi, em thấy bậy thấy bạ vậy thôi chứ không có gì đâu, đừng có lo quá. Nghe anh chồng nói vậy thì biết chắc chắn ảnh không bao giờ tin những cái chuyện này, chỉ có mình ơn chị gặp thôi chứ anh Thành ảnh không có bị. Rồi bắt đầu bỏ qua những cái chuyện này đi. Tới cái ngày mà chị Mỹ là chị sanh ra cái đứa con đầu lòng của chị là một cái đứa con trai. Đẻ ra đó thì nó cũng khóc như là những cái đứa con nít khác thôi. Nhưng mà không hiểu sao, từ lúc mà ở bệnh viện đem nó về nhà rồi nó cứ khóc hoài luôn. Nó khóc ngày, khóc đêm, khóc kéo dài trong suốt một tháng trời luôn. Cái thời gian đầu khi mà đem nó về nhà đó, ở nhà cũng lo lắng dữ lắm luôn, không biết là nhà mình có ma có quỷ gì nó ghẹo thằng nhỏ con của mình hay không. Thành ra là anh với chị này cũng nghe lời người lớn, đem búa, đem dao để trên đầu nằm nè, rồi đem xương gồng treo vòng vòng trong nhà khắp hết trơn vậy đó. Nhưng mà cứ vậy hoài cũng đâu có hết đâu. Anh chị cũng tiếp tục đem máu chó bỏ vô phòng, rồi da trâu phơi khô cũng đem bỏ vô luôn, nhưng mà cũng không hiệu quả. Cho tới khi mà cái thằng nhỏ này được hơn một tháng trời, bắt đầu nó ngưng khóc, mà thay vào đó nó cười. Nó cười một cái giọng cười rất là ghê, y chang là người lớn mình, mình cười khinh, mình cười khinh bỉ ai vậy đó, không phải là cái giọng cười của một cái đứa con nít bình thường đâu. Mới đầu thấy vậy thì anh Thành với chị Mỹ cũng đỡ lo, tại vì nghĩ chắc thằng con của mình nó không còn bị quậy phá nữa, nó không có bị khóc đêm nữa thì cũng quá là mừng. Nhưng càng ngày càng thấy cái thằng nhỏ này nó có rất là nhiều biểu hiện lạ. Tại vì bên cạnh cái việc nó cười những cái tràng cười rất là ghê, thì càng ngày anh chị càng thấy cái cặp mắt của nó không còn bình thường như là những cái đứa trẻ khác nữa. Tại vì nó cứ đỏ, nó long lên sòng sọc vậy nè, y như là cái gân máu của nó mọi người, nó đỏ thiệt là đỏ lên luôn, nhìn rất là ghê. Khi mà thấy cái thằng con của mình nó lạ quá trời đi, thì hai vợ chồng của anh Thành chị Mỹ này mới báo cho cha mẹ hai bên biết. Khi mà cả nhà cùng biết thì nguyên một xóm ai cũng biết luôn, người ta kéo tới coi ì ì luôn, coi của cái thằng nhỏ này tại sao mà nó lạ dữ vậy. Nó cười hoài, y như là một cái người lớn vậy đó, mà con mắt của nó rất là ghê luôn, vừa cười mà con mắt đỏ ngầu vậy đó, ai cũng sợ hết trơn. Thì trong cái nhóm người chen chân vô nhà đó mà coi cũng có một cái chú này là chú Út. Chú Út này thì cũng là bà con dòng họ gì với vợ chồng của anh Thành gì đó. Ổng cũng làm thầy, nhưng chỉ là thầy chữa một số các cái bệnh đơn giản thôi, như là bệnh dời leo nè, rồi bệnh bạch hầu này nọ đó. Ổng cũng biết trị bùa trị ngải ma quỷ này nọ, nhưng mà chỉ biết một chút ít thôi. Mà không hiểu sao, khi mà cái ông chú Út này ổng vừa bước vô tới nhà thôi, thì cái thằng nhỏ con của anh Thành nó tắt thở, nó chết luôn ngay tại lúc đó. Nhưng mà lạ một điều là nó không hề có bệnh hoạn gì cả, nó chỉ cười khặt khặt vậy đó. Rồi nó thấy ông Út vô nó tắt thở, nó chết luôn. Nhưng nó chết, nó mở trừng trừng con mắt của nó lên vậy đó. Mọi người thì ai cũng sợ, nhưng lúc này cái thằng bé nó đã tắt thở rồi, thì thôi bây giờ ngay trong ngày hôm đó tranh thủ là đi chôn nó liền luôn, tại vì nó còn quá là nhỏ. Chôn thằng nhỏ xong thì hai anh chị cũng đau buồn dữ lắm luôn. Nhưng mà thôi bây giờ cứ nghĩ đơn giản là thằng con mình chắc nó bị cái bệnh gì đó nó mới chết bất đắc kỳ tử vậy thôi, mình kiếm thằng con khác. Sau một thời gian nén đau thương thì anh chị này cũng mang tiếp một cái bầu nữa, đó chính là một cái đứa con trai nữa luôn.
Nhưng mà trong cái thời gian mang bầu cái đứa thứ hai này á, thì chị Mỹ không hề bị ma đè, cũng không hề gặp cái gì lạ hết trơn nha, hoàn toàn bình thường. Tới cái ngày mà sanh cái đứa bé thứ hai này ra đó, hai vợ chồng rất là bất ngờ luôn. Tại vì cái mặt của thằng bé này á, nó y chang cái thằng bé đầu tiên, không khác gì hết trơn á. Rồi là ngày hôm đó đẻ xong, cũng làm những cái thủ tục ở bệnh viện, đem thằng nhỏ về nhà. Nó khóc từ bệnh viện về tới nhà luôn. Về tới nhà ngày hôm đó cũng có thông báo cho cái ông chú Út làm thầy á, ổng ở nhà đợi sẵn rồi. Vừa ẵm thằng nhỏ vô tới nhà thôi, thì chị Mỹ có cảm giác giống như là cái thằng nhỏ này á, nó bị ai giật cái giò của nó vậy đó. Tại vì cái người của nó nha, nó cứ giật bặt bặt vậy nè. Chị Mỹ rất là sợ luôn, bà mới ôm thằng con của bà vô lòng. Rồi sau đó chú Út á, ổng mới cho ba cái lá bùa dán ở cửa trước một lá, cửa phòng một lá, với lại cửa sau một lá. Sau khi mà chú Út ổng dán ba cái lá bùa khắp nhà của anh Thành rồi đó, ổng mới kêu anh Thành ra để mà nói chuyện. Ổng mới nói là tao thấy á, cái nhà này á, không có ở được đâu nghe. Hai vợ chồng mày coi dọn đi chỗ nào thì dọn đi, chứ đừng có ở cái nhà này, cái nhà là không có ổn đâu. Nhưng hiện tại bây giờ á, mới vừa đẻ đứa con này xong, dọn là dọn đi đâu, đâu có đủ cái điều kiện kinh tế đâu mà dọn. Rồi thôi, hai vợ chồng vẫn ráng ở tiếp, coi thử coi sắp tới có cái chuyện gì xảy ra hay không. Trong thời gian này á, thì anh Thành cũng đi hỏi dò la khắp nơi, những cái chỗ nào mà thầy hay á, hỏi thử coi á, nhà mình có cái gì không, mà tại sao ông thầy Út á, ông lại nói như vậy. Nhưng mà không hiểu sao, cứ hỏi ai chỉ chỗ của thầy này thầy kia, vô tới nhà của người ta đó thì người ta từ chối, người ta không có tiếp. Người ta nói á, cái nhà của anh á, người ta làm không có được. Mặc dù nhà của anh á, có ma có quỷ đang lộng hành ở trong đó đó, nhưng người ta làm không có được đâu, đi về đi. Ai cũng đuổi anh về hết trơn á. Nguyên một ngày hôm đó là đi về, đâu có ai làm được đâu. Về tới nhà thì bất ngờ thấy cái thằng con của mình á, nó lại cười lên nữa. Nó cười một cái giọng cười rất là ghê, y như là cái đứa con đầu lòng mới vừa chết của anh vậy đó. Ảnh mới vừa về tới nhà thôi, chưa kịp biết ớt giáp gì xảy ra hết trơn á, thì trước mặt của ảnh là một cảnh tượng hết sức là hãi hùng luôn. Đó chính là thấy vợ con của mình đang nằm ở trên giường. Cái thằng con á, nó nằm, nó ngước cái đầu nó nhìn anh gì nè, mà nó cười khặt 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 vậy đó, trong khi mới đẻ ra chưa đầy một tháng nữa. Còn cái bà vợ của ảnh á, thì lúc này bà không còn là bà nữa, tại vì hình như bà đã bị nhập rồi. Bà quay qua, bà nhìn thẳng vô mặt của anh vậy nè, mà bà nói một cái giọng rất là lạ luôn. Bà mới nói, mày đi đâu à? Mày đi kiếm thầy để trị tao hả? Tụi mày không có làm cái gì được tao hết trơn á, mà mày á, mày coi chừng cái thằng chú nhiều chuyện của mày nghe, cỡ nó tao bẻ cổ một cái một à. Khi mà chị vợ vừa nói xong thôi là chị vợ bà xỉu ngang luôn. Còn cái thằng con nó nằm kế bên á, nó vẫn đang cười khặt 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 vậy nè. Mẹ nó vừa xỉu xong á thì nó cũng im, nó ngủ luôn, tự nhiên nó nhắm mắt nó ngủ mọi người. Khi đó là ảnh hết biết chuyện gì đã xảy ra trước mắt của mình hết trơn rồi. Ảnh mới chạy lại, ảnh đỡ vợ của ảnh nằm một chỗ đó. Rồi còn cái thằng con thấy nó cũng ngủ rồi thì cũng thôi, rồi cũng để đó cho hai mẹ con của nó ngủ. Ngủ tới giữa đêm á thì tự nhiên thằng nhỏ này nó khóc lên, nó khóc ré lên rất là lớn luôn. Rồi cái người của nó thì nó nóng hổi như là cục than vậy đó, biết con mình bị sốt rồi. Thành ra hai chồng của ảnh á cũng tức tốc chở thằng con lên trạm xá để mà khám. Nhưng mà đi được nửa đường thôi, nó tắt thở, nó cũng chết luôn, chưa kịp đưa lên tới trong bệnh viện nữa. Và rồi cũng trong đêm đó, đưa xác của thằng nhỏ này về tới nhà, cũng có mặt của ông chú Út luôn. Ổng mới nói cái thằng này nè, chắc chắn là con ranh con lộn luôn, là cái thằng con đầu lòng của mày á, nó đầu thai lên này nè, chứ không phải ai hết trơn á. Thôi bây giờ trước khi mà chôn nó đó, mày để tao, tao lấy cây dao tao chặt một cái ngón tay của nó bỏ đi, rồi đem nó ra ngoài ruộng á chôn ngoài đó. Trước khi chôn, tao làm cho hai chồng mạng lá bùa, tao trấn yểm cái xác của thằng nhỏ này lại, thử coi lần sau nó còn đầu thai, nó ngoi đầu lên được hay không. Nếu nó ngoi đầu lên nữa đó, tao sẽ trấn lại một lần nữa cho nó khỏi lên đây được luôn. Rồi cuối cùng là người nhà cũng nghe theo lời của ông chú Út, chặt bỏ một cái ngón tay ở cái bàn tay giữa của thằng nhỏ này nè, rồi đem nó ra ngoài ruộng để mà chôn. Trước khi chôn á, ổng cũng để một cái lá bùa để mà trấn yểm nó lại, không cho nó ngoi đầu lên nữa, nếu nó lên nó cũng chết à. Tới nước này rồi á, thì chị Mỹ á, bà cũng hiểu được mọi chuyện, bà cũng biết cái thằng con của bà là quỷ là ma đầu thai lên chứ không phải là con người ta đâu. Thôi thì bà cũng không có buồn, bà ráng đợi một năm hai năm nữa đó, hai vợ chồng cũng kém thêm thằng con nữa chứ cũng không có gì đâu mà buồn. Tại vì cái thằng con giữa này á, ông chú Út á, ổng cũng đã trấn yểm nó lại rồi, nó không còn lên nữa đâu. Tới tầm khoảng hơn một năm sau á, thì chị vợ này bà cũng mang thai một lần nữa, cũng là một đứa con trai. Cái lần đó thì cũng chăm sóc rất là tốt luôn, cho tới khi mà lên cái bàn mổ rồi, đẻ thằng nhỏ ra rồi luôn đó, mọi người vô tới coi thì trời ơi, ai cũng hết hồn xanh mặt mày hết trơn luôn. Dở cái mặt ra nhìn thằng nhỏ y chang như hai cái thằng anh trước của nó luôn, không khác một cái gì hết. Lúc này mọi người tức tốc dở cái tay của nó ra thử coi có mất cái ngón tay hay không, thì đúng thiệt, mất một ngón tay luôn mọi người. Đây chính xác là con ranh con lộn một lần nữa nè. Rồi thì biết làm sao giờ, nó cũng là con của mình mà, đẻ ra rồi á, thì cái chị Mỹ này cũng rất là cưng nó luôn, nằm ôm nó trong bệnh viện vậy đó, cho tới cái ngày mà bệnh viện người ta làm giấy cho xuất viện đem đi về nhà đó. Vừa ẵm về tới nhà thôi thì thằng nhỏ co giật lên, nó cũng chết ngay cái ngày đầu tiên khi mà vừa bước chân vô nhà luôn. Thôi thì bây giờ ở nhà cũng không biết làm cách nào hết trơn rồi, cũng kêu cái ông chú Út này qua để mà chôn nó ngay trong đêm luôn. Khi mà ông qua tới, ông nói trời trời, lần này lần thứ ba rồi nghe mày, tại sao mà lần giữa đó tao cũng ếm nó rồi, tao cũng làm cái lá bùa với cái mã của nó rồi, tại sao nó lại lên được. Thôi thì bây giờ lỡ rồi, đi kiếm cho tao một số thứ đi, về nhà tao ếm thử lần này thử coi được hay không, chứ tao cũng hết cách rồi. Và ngay lập tức chú Út á, ổng mới kêu mọi người là đi tìm cho ổng một cái con chó mực nè, một hai cái nhánh xương rồng,
rồi một cái tấm lưới chài cá đó, với lại thêm 4 cây đổ bếp đem ra cho ổng đi, ổng làm coi thử có được hay không. Cho tới một hồi lâu sau, mọi người cũng đã tìm được một số thứ mà ông chú Út này ông cần. Sẵn thì mua một cái hòm nhỏ luôn, đem về bỏ thằng nhỏ này chôn. Mới đầu thì mọi người cũng đào sẵn một cái lỗ một hồi chôn nó, bỏ nó vô cái hòm. Xong rồi chôn không có để cái hòm nằm ngang đâu, trút ngược cái đầu của nó xuống đất. Rồi sau khi để cái hòm xuống đó xong đó, mọi người mới dùng cái lưới chài cá đó, đem nhúng cái lưới này ở trong cái máu chó mực, rồi phủ cái lưới này lên cái hòm của nó, trùm cái hòm của nó lại luôn. Sau khi trùm lại xong, để những cái nhánh xương rồng ở trên cái đít của cái hòm nó, lắp đất lại. Lắp đất xong, trồng thêm một cái chuối ngay tại cái hòm của nó luôn. Sau 3 lần mất con, lần nào cũng vậy, đẻ ra mà chưa giữ được hơn quá 1 tháng nữa, thì tới cái lần này là lần đỉnh điểm luôn. Cái chị vợ bà đau khổ dữ lắm, thiếu điều bà muốn khùng luôn rồi. Bây giờ là bà khùng luôn rồi đó. Tại vì cứ tối ngày bà không có ăn cơm ăn nước gì hết trơn, bà chỉ rút đằng sau luôn nước, bà trốn đằng đó, bà không có nói chuyện tiếp xúc với ai hết trơn luôn. Thế vậy thì cái anh chồng, anh mới nhờ người giữ bà chị vợ này lại. Sau đó anh chồng cùng với cái chú Út này nè, đi lên tới Mộc Hóa Long An để mà tìm thầy. Đây là một cái người thầy Bồ Lỗ Bang hay dữ lắm. Nhưng mà thầy này bị cái ăn tiền rất là nhiều. Ai mà giàu có đó, thầy ăn tiền nhiều dữ lắm luôn. Còn người nghèo khổ thì thôi. Khi mà vô tới nhà thầy thì hai chú cháu cũng kể lại hết mọi sự tình cho thầy biết luôn. Thầy này mới nói, ở nhà của thằng này nè, là nhà của anh Thành á, nhà nó có một cái ông này, ổng là ông tà, giữ nhà giữ cửa cho nó. Nhưng mà cái ông tà này là tà đạo, tà ma đó. Dưới trướng của ổng có rất là nhiều âm binh ma quỷ luôn. Ổng luyện ma quỷ này nọ đó. Rồi sau khi ổng chết, ổng cư ngụ tại ngôi nhà của thằng này luôn. Do đó thì không có thầy nào làm được đâu. Tôi thì tôi làm được, nhưng mà cái thằng này phải đưa tôi 50 triệu tôi mới làm. Bây giờ thì hết cách rồi, anh chồng cũng về nhà dây mượn gần gần đó, kiếm được 50 triệu đưa cho ông thầy này để mà ổng làm. Không biết làm sao nữa, tại vì nghe cái tiếng là thầy này hay dữ lắm luôn. Khi mà đã đưa đủ tiền rồi thầy mới nói là anh để vợ của anh ngay tại cái am trước cửa nhà của tôi đúng 49 ngày, tôi khóa cửa lại, vợ của anh tuyệt đối không có được đi ra đi vô gì trơn, chỉ ở yên trong đó. Còn anh thì anh cũng ở lại cái nhà của tôi luôn để mà lo cơm nước cho vợ của anh. Mà mỗi lần vợ của anh nó muốn đi tiểu đi tiêu gì cũng phải báo cho tôi biết nghe chưa. Và thế là bắt đầu 49 ngày hai vợ chồng của anh này ở tại nhà của thầy luôn. Ban ngày thì ảnh canh vợ của ảnh, rồi nấu cơm nấu nước đưa cho vợ của ảnh ăn. Anh thấy nha, cứ hễ ban ngày thì không có sao hết trơn, chị vợ vẫn ở trong bình thường. Nhưng mà tới khoảng chiều chiều tối tối thì chị vợ như là bị ai nhập vô vậy đó, cứ gào thét đòi thả tao ra, thả tao ra đi, không thả tao ra tao bẻ cổ mày chết nha mày. Mà ngày nào cũng vậy hết trơn. Đêm tới thì ông thầy bắt đầu ổng vô cái am này, ổng làm phép. Anh chồng cũng không biết là ổng làm cái gì ở trong, thành ra nhiều lần ảnh cũng lén ảnh nhìn coi thử ổng làm cái gì, thì mới thấy là cái ông thầy này nè, ổng đang đánh nhau, đánh trong không trung gì đó, y như là đang đánh lộn với ma với quỷ vậy đó. Rồi mãi đâu cho tới gần hết 49 ngày thầy mới nói với hai chồng, thầy nói là bây giờ những cái âm binh, những cái ma quỷ trong người của vợ anh tôi lấy ra tôi thu phục gần hết rồi. Nhưng mà còn riêng cái ông tà đó, do ổng là tà ma ngoại đạo, thành ra tôi không có thu phục ổng được. Hiện tại ổng vẫn còn lẩn quẩn vòng vòng đây nè. Nhưng mà thôi, trước mắt thầy có ngỏ lời như thế này. Thầy hỏi là bây giờ hai vợ chồng của anh có muốn ở lại làm con nuôi của thầy hay không? Tại vì hiện tại thầy cũng không có con cái gì hết trơn, thầy ở con mình hà. Ở lại đây thầy dạy cho anh biết một chút bùa phép này nọ, anh có chịu hay không? Nhưng mà hiện tại hai chồng của anh nói là thôi bây giờ muốn về nhà để mà suy nghĩ, với lại về nhà lấy thêm một ít đồ, 49-50 ngày rồi chưa có về nhà, bỏ nhà không á. Thầy nói bây giờ muốn về nhà cũng được, nhưng mà tuyệt đối nghe, về nhà ở ngoài nhìn cái nhà thôi, không có được bước vô cái nhà này, hoặc là ở nhà của ai gần gần đó thôi, đừng có vô cái nhà này nghe chưa. Rồi thầy nói thêm, hai vợ chồng cứ về nhà suy nghĩ đi, 3 ngày sau lên tới đây báo cho tôi biết kết quả. Rồi sau đó hai vợ chồng cũng đi về lại nhà của mình, về tới nhà cũng quên luôn cái lời dặn của thầy là không được bước vô nhà. Bây giờ xót của dữ lắm, cũng muốn vô nhà gom hết một số đồ có giá trị rồi bỏ cái nhà này luôn, chuyển sang nơi khác để mà sống, hoặc là về nhà của thầy làm con nuôi của thầy luôn. Hai chồng bước vô nhà định là lục một số đồ có giá trị đem đi, nhưng vừa vô tới nhà thôi thì thấy tất cả đồ đạc trong nhà nó lục tung lên hết trơn rồi, như là có ai vô nhà lục lên vậy đó. Và đặc biệt nha, đồ đạc quần áo này nọ nó bị cháy xém, nó co nó săn lại nó cứng vậy nè, như là ai đốt quần áo của mình vậy đó. Khi mà thấy cảnh tượng đó là hai chồng của anh là chỉ biết ngồi bệt xuống đất chết trân luôn, không biết là cái chuyện gì đang xảy ra. Cửa nhà thì khóa, không hề có ai đột nhập vô hết, mà tại sao đồ đạc trong nhà nó lại bị phá tanh bành vậy. Hai chồng đang ngồi suy nghĩ vậy đó, thì cái anh chồng ảnh định bước ra nhà sau để mà đi vệ sinh, ảnh mắc tiểu hay sao đó. Còn cái bà vợ trong này nè, trong cái lúc mà ảnh đi tiểu thì cái bà vợ trong này bà tìm cái sợi dây, bà thắt cổ bà tự tử chết. Nhưng mà không biết bà cột cái sợi dây như thế nào đó, thì bà đang treo cổ là gì nè, bà mới rớt một cái ạch, khiến cho cái tiếng nó lớn quá đi. Ảnh từ ngoài nhà vệ sinh này nè, ảnh nó nghe, ảnh chạy vô thì thấy vợ của mình đang chuẩn bị cầm sợi dây mà treo cổ chết rồi. Tới lúc đó khi mà ảnh chạy vô thì ảnh thấy là vợ của ảnh vẫn còn đang cầm sợi dây, mà chị vợ đã nằm xỉu đó rồi. Thôi thì anh cũng hốt vợ của anh, bỏ đồ đạc ở lại nhà hết trơn luôn, không có đem theo gì hết trơn chạy lên tới nhà của ông thầy để mà nhận làm con nuôi luôn. Cho tới khi mà vừa lên tới nhà thầy thôi, thầy mới chửi,
Thầy nói là tao dặn rồi, không được bước vô nhà rồi mà tại sao á, vô tới nhà để mà ra có sự vậy? Bây giờ cái thằng già đó đó, nó đi theo hai bay kìa, nó đứng lấp ló ngoài cửa kìa. Vừa chửi anh xong, thầy mới chạy thiệt là nhanh vô nhà. Thầy lấy ra một cái chuông, một cái kiếm gỗ, ra tuốt ngoài cửa cổng á, thầy chém đại trong không trung gì nè, như là chém ma chém quỷ gì đó. Rồi thầy mới nói với trong nhà, thầy mới kêu đóng cửa lại. Đóng xong tầm khoảng 20 phút sau, thầy kêu mở cửa ra đi. Lúc này thầy mới nói á, vợ của mày á, tao không cứu được nó đâu, tại vì á, nó bị bắt mất hồn đi rồi. Thôi bây giờ á, mày có muốn ở lại đây làm con nuôi của tao hay không á, thì do mày quyết định, tao không có ép. Phần của vợ mày á, nó không có chết đâu, nhưng mà do nó bị bắt mất cái hồn rồi, nó chỉ là khùng khùng điên điên thôi, không có còn được tỉnh như người ta nữa đâu. Còn cái thằng già đó đó, tao đánh nó, nhưng mà tao đánh không có lại. Tuy nhiên nó đi rồi, nó mới ghé lại nữa đâu. Và rồi ngay trong cái giây phút quyết định rằng có ở nhà của thầy để mà làm con nuôi hay là đi chỗ khác á, thì anh chồng đã quyết định ôm vợ của mình về Bến Tre để mà đưa vợ của anh á, vô bệnh viện để mà điều trị ở trong đó. Sau khi mà điều trị một thời gian, không biết là cái chị này có hết hay không, nhưng mà anh với chị cũng đã chia tay luôn. Ảnh đi làm bảo vệ trong một khu công nghiệp, và sau này ảnh cũng có vợ có con khác, hai người cũng đã chia tay. Sở dĩ mà cái anh này ảnh biết được câu chuyện để mà kể lại cho Duy á, là tại vì trong những cái lần mà nhậu những năm trước á, cái anh chồng này nè, là cái anh Thành á, thường xuyên kể cho anh nghe rất là nhiều câu chuyện luôn, nhưng mà do nhiều quá anh nhớ không có hết. Và mỗi khi anh em nhậu nhẹt với nhau, nhắc lại câu chuyện buồn này á, thì anh Thành ảnh khóc rất là nhiều luôn. Ảnh cũng không biết phải làm cách nào nữa, mà tại sao gia đình của ảnh mất ba đứa con bị ma quỷ quậy phá lộng hành tới như vậy. Và hiện tại cho tới bây giờ, ảnh vẫn bỏ không cái căn nhà đó luôn, ảnh ở trọ. Chứ lâu lâu về quê á, ảnh vẫn ghé nhà của ba má ảnh, chứ không còn dám ghé căn nhà đó nữa luôn. Riêng về cái người chú Út này, anh vẫn còn nhiều mẩu chuyện về chú này lắm. Hiện tại chú vẫn còn sống, vẫn còn làm thầy và chuyên trị những căn bệnh rất là bình thường, trị cho người ta và không hề lấy tiền bạc gì cả.